Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Báo Trung Quốc lo ngại đội nhà gặp đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Tờ Sohu của Trung Quốc bày tỏ quan ngại về khả năng đội nhà đụng độ đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023. AFC đã hoàn tất việc phân nhóm hạt giống cho bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Với hạng 95 thế giới, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ gặp những khó khăn nhất định khi phải đương đầu với các đội mạnh thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2. Tuy nhiên, một kịch bản khả dĩ nhất với đội tuyển Việt Nam là đụng độ đội tuyển Trung Quốc, đội thuộc nhóm hạt giống số 2. Bởi tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà. Điều này cũng khiến báo giới Trung Quốc lo ngại về kịch bản kể trên có thể xảy ra. Tờ Sohu viết, với việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Trung Quốc có thể đối diện với đối thủ này. Trong quá khứ, đội tuyển Trung Quốc của huấn luyện viên Li Xiaopeng từng để thua đội tuyển Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Đó là cơn địa chấn với bóng đá Trung Quốc. Thất bại này coi như là vết sẹo lớn với người hâm mộ. Chắc chắn, nếu gặp lại đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc sẽ gặp vấn đề về mặt tâm lý. Trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup 2023, nhiều người lo lắng đội tuyển Trung Quốc sẽ rơi vào bảng tử thần. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể rơi vào bảng đấu với Nhật Bản, nhóm 1, Việt Nam nhóm 3 và Thái Lan nhóm 4. Như vậy, đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp thử thách thực sự. Tờ Sohu cũng bày tỏ quan ngại, cơ hội để đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng bảng rất khó. Do đó, những người hâm mộ Trung Quốc hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười trong lễ bốc thăm vào tháng 5 tới. Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023 diễn ra vào ngày 11 tháng 5. 24 đội được chia thành 6 bảng đấu, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 ở Qatar. 6 trên 8 sân vận động tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023 là những sân phục vụ cho vòng chung kết World Cup 2022 vừa rồi. Cổ động viên Trung Quốc lo ngại đội nhà lại thua U22 Việt Nam. U22 Việt Nam là một trong 3 đội khách mời sẽ tham dự giải đấu giao hữu quốc tế cùng U22 Trung Quốc. Một số cổ động viên Trung Quốc lo ngại đội nhà lại thất bại trước U22 Việt Nam. Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Pana Cup 2023 tổ chức tại Thành đô Trung Quốc vào tháng 6 tới, tức là sau SEA Games 32. Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Pana Cup được khởi động trở lại với sự tham dự của 4 đội tuyển U22, gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam. Với thành phần tham dự chất lượng cao nói trên, Pana Cup 2023 được đánh giá là cữ rượt, rất hữu ích đối với đội tuyển U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và ASEAN 19 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Việc tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc là cơ hội quý báu với U22 Việt Nam. Song, theo chiều ngược lại, cổ động viên Trung Quốc lại lo lắng khi Việt Nam có mặt tại giải giao hữu này. Tại QQ, mạng xã hội có nhiều người dùng tại Trung Quốc, một số cổ động viên lo ngại có ý kiến như sau. Cả 3 đối thủ của U22 Trung Quốc đều thủ diện khó nhằn, Việt Nam là đối thủ khó chơi. Tôi dự đoán U22 Trung Quốc có thể lấy ít nhất 1 điểm từ U22 Bahrain. Còn đối đầu với U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan thì nguy cơ trắng tay là khá lớn. Bóng đá Trung Quốc suy yếu nên giờ đội nào cũng đều là đối thủ mạnh cả. Thể thức của Pana Cup là 4 đội tham dự đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Còn nhớ hồi tháng 9 năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc tại Vũ Hán và giành chiến thắng 2-0. Tiến Linh là cầu thủ lập cú đúp vào lưới của đội bạn. Đội tuyển Việt Nam có thể tái ngộ đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026. Với cách phân chia hạt giống khu vực châu Á của vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm 2, còn Thái Lan thuộc nhóm số 3. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sẽ phân chia hạt giống cho vòng loại World Cup 2026 dựa trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước khi lễ bốc thăm diễn ra. Cụ thể, lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7, tức là bảng xếp hạng FIFA ngay sau đợt trận FIFA Days, ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển gom quân từ các câu lạc bộ làm nhiệm vụ quốc tế vào cuối tháng 6 sẽ đóng vai trò quyết định nhóm hạt giống của các đội bóng. Do vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á có đến 9 bảng, trong khi Asian Cup 2023 chỉ có 6 bảng, nên đội tuyển Việt Nam có thể sẽ ở nhóm hạt giống cao hơn tại vòng loại World Cup so với nhóm hạt giống chúng ta đang có tại Asian Cup 2023. AFC sẽ phân chia 4 nhóm hạt giống và 9 bảng đấu vòng loại. Mỗi nhóm hạt giống có 9 đội. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam hạng 95 thế giới và 16 châu Á. Thứ hạng này sẽ không thay đổi nhiều ở lượt trận FIFA Days vào tháng 6 tới đây. Chúng ta hiện nằm chung nhóm hạt giống số 2 với Uzbekistan, Liban, Jordan, Bahrain, Trung Quốc, Syria, Palestine và Kyrgyzstan.
Nhóm hạt giống số 1 có Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Iran, Hàn Quốc, Qatar, Iraq, Oman và UAE. Trong khi đó, Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số 3, bên cạnh các đội Triều Tiên, Ấn Độ, Philippines, Turkmenistan, Malaysia, Tajikistan và hai đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội vượt qua loạt trận playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Riêng nhóm 4 bao gồm các đội còn lại vượt qua loạt trận playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất vừa nói ở trên. Ngoài việc dựa vào nhóm hạt giống, việc chia bảng vòng loại World Cup khu vực châu Á còn tính đến yếu tố địa lý, giúp các đội bóng ít phải di chuyển nhất trong khả năng có thể. Ví dụ như các đội bóng có khu vực địa lý nhưng khác nhóm hạt giống có thể được xếp chung bảng đấu với nhau. Với cách phân chia này, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lại tiếp tục đụng độ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở các kỳ vòng loại World Cup gần nhất 2018 và 2022, đội tuyển Việt Nam đều chung bảng vòng loại thứ hai với Thái Lan. Thậm chí ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng đấu của đội tuyển Việt Nam có đến 4 đội Đông Nam Á. Ngoài đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo còn có thêm Thái Lan, Malaysia và Indonesia, đội còn lại trong bảng là UAE. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay, kéo dài đến tháng 6 năm 2024. Trước đó, các cặp đấu playoff thuộc vòng sơ loại thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 10. Đại diện Quang Hải hết kiên nhẫn gặp gỡ lãnh đạo câu lạc bộ Pau FC. Ông Michel Fessini, đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải không hài lòng khi thân chủ của mình đang bị Pau FC bỏ rơi. Ông sẽ chính thức gặp mặt lãnh đạo của câu lạc bộ nước Pháp. Trong đó, câu chuyện đi hay ở của Quang Hải cũng sẽ được làm rõ sau cuộc gặp gỡ này. Ông Michel Fessini, đại diện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã lần lượt gặp giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật của Pau FC tại văn phòng đội bóng nước Pháp. Chủ đề đương nhiên xoay quanh Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 đã không được ra sân trong gần 2 tháng qua tại Pau FC. Ngay cả đội dự bị Pau B, Quang Hải cũng vắng mặt trong vòng 1 tháng trở lại đây. Điều đó đương nhiên khiến ông Michel Fessini không hài lòng. Trao đổi với báo giới, người đại diện của Quang Hải nói: "Tôi không hài lòng với cách họ đối xử với Quang Hải. Tôi đề đạt một cuộc đàm phán chính thức với ban lãnh đạo của câu lạc bộ vào đầu tuần tới." Ông Michel Fessini cũng tiết lộ tương lai đi hay ở của Quang Hải sẽ được làm rõ trong cuộc gặp gỡ giữa ông và lãnh đạo Pau FC. Hợp đồng giữa Quang Hải và Pau vẫn còn 1 năm nữa, nhưng nhiều khả năng tiền vệ người Việt Nam sẽ không gắn bó với Pau nếu cơ hội ra sân của anh bị hạn chế như hiện tại. Đây cũng là thời điểm tròn 1 năm Quang Hải rời Pau FC và chuyến phiêu lưu sang châu Âu của tiền vệ này đang diễn ra không như mong đợi. Có nhiều quan điểm cho rằng Quang Hải nên trở lại V-League. Một vài nguồn tin có đồn đoán Quang Hải có thể đấu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội khi thị trường chuyển nhựa giữa mùa ở V-League 2023 mở cửa trở lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!